Vừa qua, để bảo đảm công tác vận hành lưới điện 24/24 giờ trong đợt phòng chống dịch COVID-19, Công ty Điện lực tỉnh Đắk Lắk đã cách ly đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác vận hành lưới điện, không để thiếu điện, bảo đảm các phương án cung cấp điện liên tục. Tại Công ty Điện lực tỉnh Đắk Lắk, 379 cán bộ nhân viên làm công tác vận hành lưới điện chia làm 3 kíp, 2 ca trực mỗi ngày. Sau giờ trực được đưa về sinh hoạt tại một khu cách ly riêng biệt nhằm thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly phòng dịch COVID-19, nhưng vẫn bảo đảm vận hành an toàn thông suốt toàn hệ thống điện. Khó khăn của ngành điện lực trong cái thời gian phòng chống dịch COVID thì về mặt nguy cơ lây nhiễm thì cũng rất là lớn, do cái đặc thù công việc ngành điện là phải tiếp xúc với khách hàng sử dụng điện tại các quầy giao dịch cũng như tại các cái đơn vị mà có cái giao tiếp với khách hàng bên ngoài, thì chúng tôi cũng đã dự trù được cái tình huống này. Do đó là trong quá trình là chuẩn bị thì chúng tôi đã trang bị các cái phương tiện bảo hộ cho các anh em tham gia công tác giao tiếp khách hàng cũng như là xử lý sự cố trên lưới điện. Để đẩy lùi cái dịch bệnh này thì ngành điện Đắk Lắk trước tiên là chấp hành tốt cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 16, cũng như chỉ thị của Ủy ban tỉnh, cũng như của ngành điện, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty lực miền Trung, thì ngành điện đề ra các giải pháp. Thứ nhất là vận động ủng hộ chung tay phòng chống dịch COVID-19, thì toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn công ty đều hưởng ứng, mỗi người một ngày lương. Theo cái tinh thần như vậy thì công ty cũng đã xây dựng các cái kịch bản, các cái phương án để bố trí cán bộ nhân viên làm việc làm sao trong cái mùa dịch này đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định để phục vụ trong cái lúc cao điểm dịch này. Công ty Điện lực tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng phương án dự phòng một trạm biến áp 110 kV. Mục tiêu là nếu có dịch COVID-19 xảy ra trong đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty, thì mạng lưới điện ở địa phương vẫn bảo đảm phục vụ cấp điện tốt nhất, không bị gián đoạn, vừa bảo đảm nguồn điện phục vụ phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh chống hạn và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.